Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh Chư Tôn Đức và đại chúng an toàn. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày mùng 7 Tết, tháng Giêng năm Đinh Dậu, nhằm ngày 3 tây tháng 2 năm 2017, tại giảng đường tu viện Linh Thú vào lúc 7:30 tối Việt Nam, chúng ta cùng nhau tiếp tục học Đại Tạng Kinh, Kinh Trung Bộ, Tiểu Kinh số 49, Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh. Xin đại chúng cùng học. Đại chúng tập trung trên bảng và chúng ta theo dõi từng lời, từng chữ trong kinh văn là hành trang để tu. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn của ông Anatha Pindika là cấp cô độc. Ở đây Đức Thế Tôn gọi các tỷ kheo và bảo: Này các tỷ kheo, các tỷ kheo con đáp lời Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, các tỷ kheo con đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Một thời, này các tỷ kheo, ta ở tại Uattha trong rừng Subhagavana dưới gốc cây Tala Vương. Lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, Phạm Thiên Ba Ca khởi lên ác tập kiến. Như vậy ở đây là chủ thành tựu, là nói Đức Thế Tôn là chủ thành tựu, sứ thành tựu, chúng thành tựu, văn thành tựu, sứ thành tựu. Và niềm tin là tính thành tựu để tất cả đại chúng nương vào Đức Phật. Và Đức Phật nói rằng một thời nghĩa là thời thành tựu, các tỷ kheo là chúng thành tựu. Đức Thế Tôn ở tại đâu? Ở tại Uttaka là sứ thành tựu trong rừng Subhagavana và dưới cái gốc cây Tala Vương. Thế thì tại sao cái cây Tala là cây Sala? Có người dịch là Tala, có người dịch là Sala. Mà Sala Vương nghĩa là gì? Tại sao gọi là Sala mà có Sala Vương nữa? Ý muốn nói là cái chỗ này nè là nó có vấn đề, cho nên gọi cái cây này gọi là cây Tala Vương. Lúc bây giờ Phạm Thiên Ba Ca, quý vị biết Phạm Thiên nghĩa là cõi trời sắc giới, cõi trời dục giới. Chúng ta ôn lại có sáu tầng trời: Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đô Xuất Đà, trời Quá Lạc và trời Thao Quá Tự Tại. Sáu tầng trời cõi dục dưới sự quản lý của Phạm Thiên. Vậy thì cái tầng trời mà Phạm Thiên á, thuộc địa thứ nhất. Địa thứ nhất có ba tầng trời: Phạm Chúng, Phạm Phụ và Đại Phạm. Ba tầng trời này được xem là Phạm Thiên Chúng. Nhưng mà Phạm Thiên Ba Ca là chủ quản của cõi trời Đại Thiên. Như vậy gọi là cha của cái muôn loài, hay gọi là Chúa. Chúa sanh ra vạn vật chính là Phạm Thiên Ba Ca. Khởi lên ác tà kiến như sau: cái này là thường, cái này là thường hành, cái này là thường tại, cái này là toàn diện, cái này là không bị biến hoại, cái này là không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Ngoài cái này không có một giải thoát nào khác hơn. Cái đó Đức Phật gọi là ác tà kiến. Quý vị đọc kinh á, chúng ta suy luận đến giáo pháp của Như Lai. Tại sao một vị Phạm Thiên lại khởi lên ác tà kiến? Là bởi vì cái lời đó, cái ý đó, nó không phù hợp một cách khách quan, mà nó bị chủ quan sai lầm, cho nên gọi nó là ác tà kiến. Vì vậy người nào tu theo đạo Phật đừng bao giờ khởi lên ác tà kiến.
đừng bao giờ nghĩ rằng cái đó là đúng. Cho nên ngài nghĩ cái này là thường, cái này là thường hành, cái này là thường tại. Thường còn thường hành, thường tại. Cái này là toàn diện, cái này là không biến hoại. Cái này là không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Ngoài cái này không có một giải thoát nào khác hơn. Như vậy thì mình hiểu rằng đó là bây giờ ta có một cảnh giới không sanh, có một cảnh giới vô sanh. Thế thì có cảnh giới mà là vô sanh, như vậy thì cái này là chánh tà, chánh kiến hay là tà kiến? Hãy chúng suy nghĩ. Đức Phật giải tiếp: này các tỷ kheo, sau khi với tự tâm biết được tâm của Phạm Thiên Ba Ca, như người lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co lại, và hay là co lại cánh tay đang duỗi ra, ta biến mất tại Utkata, rừng Sakakavana dưới gốc cây Tala Vương, và hiện ra tại cõi Phạm Thiên ấy. Quý vị thấy Đức Thế Tôn dùng thần thông, nghĩa là có một cái chúng sinh nào, tùy theo chúng sinh đó mà Đức Thế Tôn khởi ra tâm niệm. Cho nên Đức Thế Tôn dùng thần thông đến cõi trời Phạm Thiên ấy: này các tỷ kheo, Phạm Thiên Ba Ca thấy ta từ xa đi đến, sau khi thấy liền nói với ta: hãy đến tôn giả, Thiện Lai tôn giả, đã lâu nay tôn giả mới có dịp đến đây. Này tôn giả, bắt đầu Phạm Thiên Ba Ca mới nói nè: cái này là toàn diện, cái này là thường hành, cái này là thường tại, cái này là toàn diện, cái này là không biến, không bị biến ngoại, cái này là không già, không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Ngoài cái này không có một giải thoát nào khác hơn. Khi nghe nói như vậy, này các tỳ kheo, ta nói với thật Phạm Thiên Ba Ca như sao? Thật sự Phạm Thiên Ba Ca bị chìm đắm trong vô minh. Thật sự Phạm Thiên Ba Ca bị chìm đắm trong vô minh. Khi cái vô thường thì lại nói là thường. Vô minh là vậy đó. Vô minh là lầm tưởng. Vô thường thì lại nói là thường. Cái này thường hành thì lại nói là cái không thường hành thì lại nói là thường hành. Cái không thường tại thì lại nói là thường tại. Cái không toàn diện thì lại nói là toàn diện. Cái bị biến hoại thì lại nói là không biến hoại. Và tại chỗ có sanh, có già, có chết, có diệt, có khởi thì lại nói là không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Có một giải thoát khác hơn, lại nói là không có một giải thoát nào khác hơn. Đại chúng thấy rằng là Đức Thế Tôn sẵn sàng bẻ cái quan điểm, cái tư tưởng ác tà kiến sai lầm của Phạm Thiên Ba Ca. Này các tỷ kheo, rồi ác ma nhập vào một Phạm Thiên quyến thuộc và nói với ta như sau. Quý vị thấy trước mặt Đức Thế Tôn mà ác ma nó nhập vào Phạm Thiên, thì trong cái cõi này ác ma nó nhập vào người là chuyện bình thường chứ. Nó nhập luôn quý thầy là chuyện bình thường, có gì đâu. Quý thầy đâu có công lực bằng một vị Phạm Thiên. Mà ác ma nó trước mặt Phật mà ác ma nó dám nhập vô. Rồi quý vị thấy nè, xem Đức Phật có, Đức Phật có xem có ác ma này nó có qua mặt Đức Phật được hay không nha. Ác ma nó nhập vô một vị Phạm Thiên chúng á, bắt đầu nó nói với Đức Thế Tôn: tỷ kheo, tỷ kheo chớ có can thiệp vào đây, chớ có can thiệp vào đây. Này tỷ kheo, Phạm Thiên này là đại Phạm Thiên, là đấng toàn năng, là đấng tối thắng, là đấng viên mãn, là đấng thượng đế sáng tạo chủ. Thấy chưa? Thấy phải Chúa chưa? Hóa sanh chủ, là bậc đại tôn, là chúa thể của mọi định mạng, đấng tự tại tổ phụ của các chúng sinh đã và sẽ sanh. Nghĩa là tổ phụ của các chúng sinh đã sanh, đang sanh
và sẽ sanh theo quy luật của thời gian. Này tỷ kheo, thuở xưa có những sa môn bà la môn ở đời phỉ báng đại địa, ghê tởm đại địa, phỉ báng thủy đại, ghê tởm thủy đại, phỉ báng quả đại, ghê tởm hỏa đại. Phỉ báng phong đại, ghê tởm phong đại, phỉ báng chúng sinh, ghê tởm chúng sinh, phỉ báng chư thiên, ghê tởm chư thiên, phỉ báng sanh chủ, ghê tởm sanh chủ, phỉ báng phạm, ghê tởm phạm thiên. Sau khi thân hoại, mạng sống bị cắt đứt, phải an trú vào cái thân ti tiện, có nghĩa là cái thân đau khổ, cái thân mắc mù tai điếc bại liệt điên loạn bệnh tật khổ đau, đó gọi là cái thân ti tiện á. Không nhà cửa, phải vất vả lang thang bị bệnh cùi mũi, thân đó gọi là thân ti tiện. Này các tỷ kheo, còn những sa môn bà la môn ở đời xưa kia tán thán đại địa, hoan hỷ với đại địa, tán thán thủy đại, hoan hỷ thủy đại, tán thán hỏa đại, hoan hỷ hỏa đại, tán thán phong đại, hoan hỷ với phong đại, tán thán chúng sinh, hoan hỷ với chúng sinh, tán thán chư thiên, hoan hỷ chư thiên, tán thán sanh chủ, hoan hỷ với sanh chủ, tán thán phạm thiên, hoan hỷ phạm thiên. Sau khi thân hoại, mạng sống bị cắt đứt, những vị này được an trú vào các thân vi diệu. Này các tỷ kheo, vì vấn đề này ta nói như sau: phàm phạm thiên nói với ông những gì, ông hãy làm như vậy. Quý vị nghe cái giống quan điểm của Thiên Chúa Giáo không? Phàm phạm thiên nói với ông những gì, ông hãy làm như vậy, ông chớ có đi quá xa lời của phạm thiên nói. Cho nên cái quan điểm, cái tư tưởng này nè, bên Thiên Chúa đó, nói gì em, cha nói gì con chi, không có cãi, không có trái ý Chúa. Cái điều đó nó có cái hay nha quý vị, nó có cái hay là từ trên xuống dưới đâu đó có hệ thống hoàn toàn. Trên nói dưới nghe, dưới nói dưới nữa nghe, mọi người nói đều phải nghe, vì sao? Không ai được cãi ý Chúa. Phàm phạm thiên nói với ông những gì, ông hãy làm như vậy, ông chớ có đi quá xa lời của phạm thiên nói. Này tỷ kheo, nếu ông đi quá xa lời của phạm thiên nói thì giống như người dùng gậy đánh đập thần tài Siri đang đi đến, giống như một người đang rơi vào vực thẳm, tay chân lại không bám được vào đất. Này tỷ kheo, sự việc đã xảy ra cho ông như vậy. Này tỷ kheo, phàm phạm thiên nói với ông những gì, ông hãy làm như vậy, ông chớ có đi quá xa lời của phạm thiên. Này tỷ kheo, ông có thấy chúng phạm thiên đang ngồi đây chăng? Quý vị thấy không? Khi mà Đức Thế Tôn đến, Đức Thế Tôn chỉ cho phạm thiên thấy là lời của ông đó là vô minh, ông đã nói sai. Cái vô thường ông lại nói là thường. Còn một thứ giải thoát khác mà ông nói không còn cái nào khác ngoài cái này, thế thì ông là người vô minh. Lúc đó ác ma nhập vào, ác ma tác thác phạm thiên và nói theo cái kiểu là hù của mình. Các vị sa môn bà la môn nào cãi lời phạm thiên thì sau khi thân hoại mạng chung, cắt đứt đời sống đó, phải sinh vào cái chỗ ti tiện. Và nếu một chúng sinh nào mà nghe lời của phạm thiên thì sau khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi lành. Quý vị ở trên nè, đừng có ngồi trên ghế ở sau, người ta không thấy nè. Sư ra phía ngoài ngồi, không ngồi ngay đó, ở phía sau người ta không thấy. Cái đó sư phụ dạy anh có ngồi có hướng, không khéo mình ngồi cản đường người khác, còn mình chỉ thấy mình ngồi trước, mình ngồi cao hơn người phía sau, sao ta học. Và Đức Thế Tôn nhìn thấy rõ ác ma
Thế Tôn nói, rồi này các tỷ kheo, ác ma dắt ta đến chúng Phạm Thiên. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với ác ma như sao? Quý vị thấy trước mặt Đức Thế Tôn mà ác ma vẫn nhập vào chư thiên phạm trước. Này ác ma, ta biết người, chớ có nghĩ rằng vị ấy không biết ta. Ngươi là ác ma. Này ác ma, phàm là Phạm Thiên, phàm là Phạm Thiên chúng, phàm là Phạm Thiên quyết thuộc, tất cả đều nằm trong tay của ngươi. Nghĩa là gì? Phạm Thiên nằm trong tay của ác ma, ba cõi nằm trong tay của ác ma. Quý vị thấy ghê chưa? Vậy là chúng ta ở trong ba cõi, vậy là chúng ta nằm trong tay của ác ma, đúng không? Cho nên chúng ta không khéo, chúng ta bị ác ma nó sai sự. Tất cả đều nằm trong cái quyền lực của ngươi. Này ác ma, nếu ngươi nghĩ rằng mong vị này nằm trong ta, mong vị này nằm trong quyền lực của ta, này ác ma, ta không nằm trong tay của ngươi, ta không nằm trong quyền lực của ngươi. Đức Thế Tôn khẳng định điều đó. Này các tỷ kheo, khi được nói như vậy, Phạm Thiên Ba Ca nói với ta như sao? Này Tôn giả, cái gì là thường còn? Ta nói là thường còn. Cái gì là thường hành? Ta nói là thường hành. Cái gì thường tại? Ta nói là thường tại. Cái gì toàn diện? Ta nói là toàn diện. Cái gì không biến hoại? Ta nói là không biến hoại. Ở đây cái gì không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi? Ta nói rằng cái ấy không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Và vì không có một sự giải thoát nào khác hơn, cho nên ta nói là không có một sự giải thoát nào khác hơn. Này tỷ kheo, xưa kia có những sa môn bà la môn ở trong những đời trước ông, có nghĩa là nói là sa môn bà la môn trước Đức Thế Tôn, những vị này đã tu hành khổ hạnh lâu dài cho đến trọn tuổi thọ của những người đó. Những vị này phải biết hoặc có một sự giải thoát khác hơn thì biết rằng có một sự giải thoát khác hơn, hoặc không có một sự giải thoát khác hơn thì biết rằng không có một sự giải thoát nào khác hơn. Này tỷ kheo, ta nói như sau với ông sẽ không thấy một giải thoát nào khác hơn, dầu ông có phải chịu đựng mệt nhọc và khổ cực. Quý vị thấy cho đến giờ này mà Phạm Thiên vẫn không thấy được năng lực của Phật. Phạm Thiên vẫn nói cái tính ngông cuồng. Học xong bản kinh này, quý vị sẽ cảm nhận được là có những người đứng trước việc, đứng trước các bậc thánh, đứng trước chư Bồ Tát mà cứ tưởng mình ở cái chỗ không ngừng. Để rồi họ thốt lên những cái lời như là họ là người biết hết tất cả vậy. Này tỷ kheo, ta nói như sau đó, có nghĩa là Phạm Thiên ý muốn khẳng định rằng là trước ông có nhiều vị, vậy mà người ta cũng không tìm ra cái gì khác hơn, những vị đó cũng ở trong tầm tay của ta thôi, còn ta thì ở trong tầm tay của Ma Vương và Tam Quế. Nghĩa là Phạm Thiên ở trong bàn tay quyền lực của Ma Vương. Và Phạm Thiên bây giờ nói với Đức Phật rằng ông sẽ không thấy một giải thoát nào khác hơn, dầu ông có phải chịu đựng mệt nhọc và khổ cực. Cái người cái khả năng thấp kém không thấy được qua thần của Phật. Lúc này bắt đầu Đức Phật phải dùng thần thông để cho ông này, để độ Phạm Thiên này. Này tỷ kheo, nếu ông đi trước đại địa, ông sẽ gần ta, trú tại lãnh địa của ta, làm theo ý ta muốn, bị đứng ngoài lề. Nếu ông y trước thủy đại, quả đại, phong đại, chúng sinh, chư thiên, sanh trụ. Nếu ông y trước Phạm Thiên, ông sẽ gần ta, trú tại lãnh địa của ta, làm theo ý ta muốn, bị đứng ra ngoài lề. Vì thấy Phạm Thiên gương gớm không? Không phải là người đơn giản. Làm theo ý ta muốn, ý Chúa. Đức Thế Tôn nói, này Phạm Thiên, ta biết việc này.
Nếu ta y trước đại địa, thủy địa hỏa, đại địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, chúng sinh đại, chư thiên đại, sanh chủ đại, nếu ta y trước phạm thiên, ta sẽ gần ông, trú tại lãnh địa của ông, làm theo ý muốn của ông và bị đứng ra ngoài lệ. Lại nữa, này phạm thiên, ta biết sanh thú gạch tiên của ông và ta biết sự quang vinh của ông. Phạm thiên ba ca có thần lực như vậy, phạm thiên ba ca có quyền lực như vậy, phạm thiên ba ca có uy lực như vậy. Có nghĩa là Đức Thế Tôn biết rõ, này Tỳ kheo, như ông biết sanh thú, ông biết sự quang vinh của ta. Có nghĩa là phạm thiên hỏi Đức Thế Tôn, này Tỳ kheo, ông biết sanh thú, có nghĩa là ông biết cái chỗ mà ta sanh ra đây. Quý vị biết sanh thú là gì? Có nghĩa là kiếp trước của phạm thiên ba ca ở đâu? Đức Thế Tôn biết, ông biết sự quen vinh của ta. Phạm thiên ba ca có thần lực như vậy, có quyền lực như vậy, có uy lực như vậy, như nhật nguyệt lưu chuyển sáng chói khắp mười phương, như vậy mười thiên giới dưới uy lực của ông. Tại sao nói mười thiên giới? Mười thiên giới là chỗ nào? Nếu ta kể là cõi trời dục giới có ba, cõi trời sắc giới, thì phạm thiên này ở trên cái địa vị là ba tầng trời, phạm chúng, phạm phụ và đại phạm, như vậy mới có chính này. Tại sao ông ở trên mười lần? Ông biết chỗ cao thấp, có dục và không dục, hữu này và hữu kia, chỗ đến đi hữu tình. Vậy thì trong các cái cõi á, trong sáu tầng trời cõi dục á, nó còn có một vị thiên đế, một vị thiên nữa, đó là vị chuyển luân thánh vương. Vị này là vị trời của cái nhân loại này, cho nên vị chuyển luân thánh vương á, sau khi mà ngài làm lễ quán lãnh á, thì ngài có xe báo từ trên trời hiện ra, vì đó là một dạng chư thiên. Như vậy, này phạm thiên, ta biết chỗ sanh thú và sự quang vinh của ông. Phạm thiên ba ca, thần lực như vậy, quyền lực như vậy, uy lực như vậy. Này phạm thiên, có ba loại chư thiên mà ông không biết, không thấy, nhưng ta biết, ta thấy. Lúc này Đức Thế Tôn bắt đầu so sánh rằng, này phạm thiên, có những loại chư thiên ông không biết, không thấy, mà ta biết, ta thấy, nghĩa là ông còn thấp kém đó. Thấy chưa? Quý vị thấy từ ở dưới cái cõi ta bà này nè, mà lên tới cõi trời phạm thiên á, mà lại dạy cho phạm thiên ba ca, đại phạm thiên vương. Nhưng ta biết, ta thấy, này phạm thiên, có loại chư thiên tên là Quan Âm thiên. À, quý vị thấy cao hơn chưa? Apasara, từng chư thiên này ông mạng chung. Đại chúng đã từng học cái bài từ một chúng sinh từ cõi Quan Âm thiên sanh xuống cõi phạm thiên, học rồi phải không? Trong cái phần kinh Trường Bộ, đại chúng nhớ mà, tất cả là cái thầy hết rồi. Trong cái phần kinh Trường Bộ đó, có cái phần kinh chúng ta học là kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Trong cái kinh Khởi Thế Nhân Bổn là có nói sự sanh sự diệt của chúng sinh. Thì có một chúng sinh từ Quan Âm thiên sau khi hết phước sanh xuống cõi phạm thiên và bắt đầu trở thành đại phạm thiên vương, thì chính là cao bạc căn này. Hồi đó thầy làm giấy cây sang trọng. Từ cõi phạm thiên thì qua là lấy cái sinh không bì nha. Từ chư thiên này ông mạng chung và sanh ở nơi đây, nhưng vì ông an trú ở đấy quá lâu nên ông không nhớ được. Ở đó lâu quá rồi không nhớ, do đó ông không biết, không thấy. Còn ta biết, ta thấy, ông từ đâu sanh qua, ta biết, ta thấy. Còn ông không biết. Như vậy,
Này Phạm Thiên, ta còn không chịu nghe hàng ông về thượng trí, muốn nữa, ông cho rằng ta thấp hơn ông nè. Do vậy, ta thù thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, lại có một chư thiên tên là Subhadinda, là biến tịnh thiên. Cái cõi này là cõi thứ ba nữa. Cõi Phạm Thiên là mới có cõi thứ nhất là sơ địa thôi. Ly sanh hỷ lạc địa. Đức Thế Tôn nói với Phạm Thiên rằng ông ở cõi trời qua ba thiên. Nghĩa là ta nói cho ông biết ông ở địa thứ hai trong cõi trời sắc giới. Cõi trời sắc giới có ba địa là tiểu quan, vô lượng quan và quan âm. Cái tầng trời này gọi là định sanh hỷ lạc địa. Bắt đầu Đức Thế Tôn lại giới thiệu cho Phạm Thiên một tầng trời nữa là chư thiên tên là Subhadinda, là biến tịnh thiên. Cõi tầng trời này là tầng trời thứ ba trong cõi sắc giới, nó có ba cái tầng: thì hiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh. Trong cái cõi hiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh này, thì cái cõi này nó có một cái địa, nó gộp chung ba cái cõi này là thành một địa gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Đây là địa thứ ba trong cõi trời sắc giới. Lại có một loại chư thiên tên là Vehapala, là quảng quả thiên. Đây là địa thứ tư trong cõi trời sắc giới. Cõi trời sắc giới có 13 tầng trời của cái địa này. Địa này được gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Địa này có 13 tầng trời. Phạm chúng Phật phụ đại phạm à, không phải à, phước sanh, phước ái, quảng quả, nghiêm sức, vô lượng nghiêm sức quả thiệt, vô phiền, vô tưởng, vô diệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc thú cánh, ma hê, vũ la. Như vậy 12, mỗi một ngón tay có 3 lóng, 3, 4, 12, thì một tầng nữa là ma hê, vũ la, nữa là 13. Cái địa này là xả niệm thanh tịnh địa, là địa thứ tư trong cái thiền, trong sắc giới. Như vậy, ở đây Đức Thế Tôn nói rằng có một loại chư thiên nữa gọi là quảng quả thiên. Đây là chư thiên ở cõi trời địa thứ tư mà ông không biết, còn ta thì thấy, ta biết. Ông không thấy không biết, còn ta thì ta thấy ta biết. Như vậy, này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng với ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn ông. Do vậy ta thù thắng hơn ông. Đức Thế Tôn lên tới trên cái cõi người ta cho rằng người ta ngon, thì Đức Thế Tôn lại nói càng ngon hơn. Người thấy rung chưa? Ai mà không tu theo Phật là rung dữ lắm. Này Phạm Thiên, ta biết địa đại, từ địa đại cho đến giới phức địa đại, ta không lãnh họ địa tánh. Cho đến địa đại, ta không nghĩ ta là địa đại. Ta ở trong địa đại, ta từ địa đại là của ta, và ta không tôn trọng địa đại. Như vậy, này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng với ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn ông. Do vậy, ta thù thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, ta biết thủy đại, ta biết hỏa đại, ta biết phong đại, ta biết chúng sinh, ta biết chư thiên, ta biết sanh chủ, ta biết Phạm Thiên. Này Phạm Thiên, ta biết Apasana là Quan Âm Thiên. Này Phạm Thiên, ta biết Subhadinda là biến tịnh thiên. Ta biết Vahapala là quảng quả thiên. Này Phạm Thiên, ta biết Abhimu là thắng giải. Này Phạm Thiên, ta biết tất cả Sapa, từ tất cả cho đến giới phước của tất cả chúng. Ta không lãnh thọ nhất thiết tất cả. Ta không nghĩ ta là tất cả. Ta ở trong tất cả. Ta từ tất cả. Tất cả là của ta, và ta không tôn trọng tất cả. Đây là cái chìa khóa học Phật. Ai học cái chỗ mà hoặc kép này nè, thì mới đúng là người học Phật. Xin đại chúng cùng đọc
ta là tất cả, ta ở trong tất cả, ta từ tất cả, tất cả là của ta, và ta không tôn trọng tất cả. Ta không nghĩ như vậy. Cái đó là pháp của người tu. Nghĩa là người tu không nói là cái này là ta, cái này là sở hữu của ta, hay là cái kia là tự ngã của ta. Có nghĩa là cái này không phải là ta, không phải là sở hữu của ta, cũng không phải là tự ngã của ta. Cái đó là chìa khóa. Người nào muốn có tự tại niết bàn, người đó phải nắm cho được cái cốt lõi này. Không nắm được cốt lõi này, dù có tu trọn đời ở một cái địa hạt nào, thì người đó vẫn còn khiếm khuyết trong giáo pháp của Như Lai. Như vậy, này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn ông sao? Do vậy, ta thù thắng hơn ông. Đức Phật nhấn mạnh nhiều lần như vậy là ý gì? Ý muốn khiêu khích thần thông, oai lực và khả năng của Đại Phạm Thiên Vương. Này tôn giả, đối với tất cả, nếu tôn giả không lộ thọ nhất thiết tánh, thì đối với tôn giả trở thành trống không, trống rỗng, tức là phi sở kiến, không viên tế, chối sáng tất cả. Nếu không thể lẫn to đại diện ngang qua địa tánh, không thể lẫn thọ thủy đại ngang qua thủy tánh, không thể lẫn thọ quả đại ngang qua quả tánh, không thể lẫn thọ phong đại ngang qua phong tánh, không thể lẫn thọ chúng sinh ngang qua chúng sinh tánh, không thể lẫn thọ chư thiên ngang qua chư thiên tánh, không thể lẫn thọ sân chủ ngang qua sân chủ tánh, không thể lẫn thọ phạm thiên ngang qua phạm thiên tánh, không thể lẫn thọ quan âm thiên ngang qua quan âm thiên tánh, không thể lẫn thọ biết định thiên ngang qua biết định thiên tánh, không thể lẫn thọ quán quả thiên ngang qua quán quả thiên tánh, không thể lẫn thọ thắng giải ngang qua abhimuni tánh, không thể lẫn thọ nhất thiết ngang qua nhất thiết tánh. Này tôn giả, nay ta sẽ biến mất trước mặt tôn giả. Quý vị thấy chưa? Đức Phật đã bấm vào ngay cái bản ngã của Phạm Thiên để cho Phạm Thiên thể hiện cái vô thiểu, cái dở tệ của mình ra. Bắt đầu Đức Thế Tôn thi thố thật học: này Phạm Thiên, hãy biến đi trước mặt ta nếu ông có thể biến được. Rồi này các tỷ kheo, Phạm Thiên Ba Ca nói: ta sẽ biến mất trước mặt Sa môn Gotama, ta sẽ biến mất trước Sa môn Gotama. Nhưng Phạm Thiên Ba Ca không biến mất trước mặt ta. Này các tỷ kheo, khi nghe nói như vậy, ta nói với Phạm Thiên Ba Ca như sau: này Phạm Thiên, ta sẽ biến mất trước mặt ông. Nghĩa là ông không có khả năng có thần thông trước mặt anh, vì thần thông của ông trong bàn tay của anh. Cái loại thần thông của ông không qua hộ cổ thiên nhãn của ta, cho nên ông không thể biết mất trước mặt anh. Dù anh ông có nói tới trăm lần ngàn lần đi nữa, ông cũng không thể biết mất trước mặt anh. Nhưng ta sẽ biết mất trước mặt ông. Này tôn giả, tôn giả hãy biến đi trước mặt ta nếu tôn giả có thể biến được. Rồi này các tỷ kheo, ta thực hiện thần thông như sau: hãy để cho Phạm Thiên, Phạm Thiên chúng và Phạm Thiên quý thuộc nghe tiếng ta chứ không thấy. Tụi mình thấy chưa này? Ta biến mất và nói lên bài kệ như sau: thấy nguy hiểm trong hữu, nghĩa là cái gì có hữu là cái đó nguy hiểm. Từ hữu đi tìm phi hữu. Ta không tôn trọng hữu, nghĩa là hữu không thể là địa ngục để giam nhốt ta được. Ta không tôn trọng hữu, không hỷ, không chấp trước, có nghĩa là không hoan hỷ, không vui vẻ và cũng không chấp trước bất cứ điều gì. Rồi này các tỷ kheo, Phạm Thiên,
phạm thiên chúng và phạm thiên quyến thuộc, tâm sanh ra vi diệu và vi hữu, hy hữu, nói lên như sau: thật vi diệu thai chư tôn giả, thật hy hữu thai chư tôn giả, đại thần lực, đại oai lực của sa môn vô tâm, thật sự từ trước đến nay chưa từng thấy, chưa từng nghe một vị sa môn hay là một bà la môn nào khác có được cái đại thần lực, đại uy lực như sa môn vô tâm ma. Là thất tử xuất gia từ dòng họ Sakya, đối với quần chúng ái trước hữu, lạc nhiễm hoan hỷ đối với hữu, sa môn vô tâm ma đã nhổ hữu lên tận gốc rễ. Nhớ là Đức Thế Tôn đã nhổ hữu, có nghĩa là trong Ngài không còn có cái có. Ngài nhổ cái hữu lên tận gốc rễ, nghĩa là Ngài còn cảnh giới không quý vị? Không còn cảnh giới. Như vậy có địa ngục không? Không sao có địa ngục được. Như vậy cái gì còn có hữu thì cái đó còn nguy hiểm không? Còn nguy hiểm. Cho nên có người vẫn mong một cảnh giới, thì cái người này học Phật còn yếu lắm. Nhưng mà người chưa học Phật, học Phật yếu, mong cảnh giới an lành, điều đó thích hợp, điều đó cho phép. Còn cái người học Phật hiểu rõ mà còn mong một cảnh giới thì cái người này chưa thoát khỏi bàn tay của ác ma. Rồi này các tỷ kheo, ác ma sau khi nhập vào một trong phạm thiên quyến thuộc đã nói với ta như sau. Ác ma nhập tiếp: này tôn giả, nếu ông biết như vậy, giác ngộ như vậy, chớ có hướng dẫn đệ tử, chớ có hướng dẫn các vị xuất gia, chớ có thuyết pháp cho các đệ tử, chớ có thuyết pháp cho các vị xuất gia, chớ có ai liên đệ tử, chớ có ai liên các vị xuất gia. Này tỷ kheo, trước ông đã có những vị sa môn và la môn ở đời tự xưng là bậc a la hán chánh đẳng giác. Những vị này hướng dẫn đệ tử, hướng dẫn các vị xuất gia, thuyết pháp cho các đệ tử, thuyết pháp cho các vị xuất gia, ai liên các đệ tử, ai liên các vị xuất gia. Sau khi hướng dẫn các đệ tử, các vị xuất gia, sau khi thuyết pháp cho các đệ tử, các vị xuất gia, sau khi ai liên các đệ tử, các vị xuất gia, khi thân hoại mạng sống bị cắt đứt, những vị này bị an trú trong các thần hạ liệt, đó là đọa xứ địa ngục đó. Này tỷ kheo, trước ông đã có những vị sa môn bà la môn ở đời tự xưng là bậc a la hán chánh đẳng giác. Những vị này không hướng dẫn đệ tử, không hướng dẫn các vị xuất gia, không thuyết pháp cho đệ tử, không thuyết pháp cho các vị xuất gia, không ai liếc các đệ tử, không ai liếc các vị xuất gia. Sau khi không hướng dẫn các đệ tử, không hướng dẫn các vị xuất gia, không thuyết pháp cho các đệ tử, không thuyết pháp cho các vị xuất gia, không ai liếc các đệ tử, không ai liếc các vị xuất gia, khi thân hoại mạng sống bị cắt đứt, các vị này được an trú trong cái thân vi diệu. Ác ma nó cứ dụ vậy, ác ma nó cứ dụ vậy đó, nó biểu là cái này là nguy hiểm nè, không làm cái này là tốt nè. Này tỷ kheo, ta nói với ông như sau: này tôn giả, chớ có phiền lao cực nhọc, hãy sống lạc trú hiện tại. Cho nên quý vị thấy ác ma có nhiều vị chứng một chút xíu không, là nó bắt người đó an trú trong đó thôi, nó không cho người đó đi ra thuyết pháp. Cho nên có những người bậc mà tu chứng chút xíu rồi là rút vô trong ốc đảo bình yên của mình, không có ra làm đạo. Vì ra ác ma nó phá là rút vô liền, bước ra ngoài làm đạo là ác ma nó đóng liền. Cho nên có nhiều người thích vô ở một mình, không có muốn làm gì hết. Từ chỗ đó mà đạo Phật thì người tu rất là đông, nhưng mà người làm đạo ít lắm. Là bởi vì đụng ác ma một cái là bỏ của chạy lấy người. Người thích tu vô ra thiền thất tu, tu xong rồi bước ra làm đạo không được. Vì ra làm mà bị phiền não chút xíu là rút vô cái ổ của mình chỗ này. Cho nên là người tu thì nhiều, mà người làm đạo thì rất ít, và không muốn làm đạo.
Này tôn giả, chớ có nêu rõ việc thiện. Này tôn giả, chớ có giảng dạy cho người khác. Thấy không? Thấy cái vai thần của Đức Phật xong rồi ác ma nó nhập vô, nó kêu Đức Phật từ cái giảng dạy. Này các tỷ kheo, khi nghe nói như vậy, ta nói với ác ma như sao? Này ác ma, ta biết cái mặt của ngươi. Người chớ có nghĩ rằng vì ấy không giết ta. Này ác ma, ngươi là ác ma, ngươi là ác ma. Này ác ma, ngươi nói như vậy không phải vì lòng thương tưởng đối với ta. Này ác ma, ngươi nói như vậy là vì không có lòng thương tưởng đối với ta. Này ác ma, ngươi nghĩ như sao? Những ai được Sa Môn Gotama thuyết pháp, những người ấy sẽ thoát ra khỏi tầm tay ảnh hưởng của ngươi. Có nghĩa là Đức Thế Tôn nói với lại ác ma, ngươi nghĩ nếu người nào mà nghe ta nói, người đó sẽ thoát khỏi tầm tay của ngươi. Có nghĩa là ác ma nó nghĩ là thoát khỏi tầm tay của ta. Này ác ma, những Sa Môn Bà La Môn ấy không phải chánh đẳng giác, nhưng tự xưng là chúng ta là chánh đẳng giác. Này ác ma, ta là chánh đẳng giác và ta tự xưng ta là chánh đẳng giác. Này ác ma, Như Lai có thuyết pháp cho đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai không thuyết pháp cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai có hướng dẫn cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Nghĩa là ở đây ý có cái câu mà chúng ta từng nghe là gì? Ở trong vô sanh mà vẫn tùy duyên, gọi là tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Nghĩa là Đức Thế Tôn có thuyết pháp đi nữa thì Đức Thế Tôn vẫn là Thế Tôn, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai không hướng dẫn cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Vì sao vậy? Này ác ma nói với Như Lai, các lậu hoặc tương ưng với phiền não đưa đến tái sanh, gây nên phiền lụy, đem đến quả khổ dị thục. Cái chữ dị thuộc này có nghĩa là không có giống nhau. Cái quả khổ nó sai biệt, cho nên gọi là dị thuộc. Đưa đến sanh và chết trong tương lai. Các lậu hoặc ấy đã được diệt trừ, được cắt đứt tận gốc, được làm như thân cây ta la, khiến không thể tái sinh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này ác ma, ví như cây ta la, dầu thân cây này bị chặt đứt, khiến không thể lớn lên được nữa. Cũng như vậy, này ác ma, đối với Như Lai, các lậu hoặc tương ứng với phiền não đưa đến tái sinh, gây nên phiền lụy, đem đến quả khổ dị thục, đưa đến sanh và chết trong tương lai. Các lậu hoặc ấy đã được diệt trừ, được cắt đứt tận gốc, được làm như thân cây ta la, khiến không thể tái sinh được, không thể sanh khởi trong tương lai. Như vậy, vì ác ma đã thất bại, không thể thuyết phục được Đức Thế Tôn. Vì có lời mời của Phạm Thiên, nên bài trả lời này cũng được gọi là Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh. Rồi, hết rồi. Nam Mô Thường hết rồi, một cái. Bây giờ rút lại, bản kinh này cũng ngắn mà cũng dễ hiểu, cho nên có 45 phút thôi. Nhưng mà bản kinh này còn bỏ ngỏ. Đức Thế Tôn dùng cái thần lực như vậy để mà độ chư thiên, khỏi trời Phạm Thiên. Nhưng mà Phạm Thiên và Phạm Thiên chúng, Phạm Thiên huyết thuộc, sau khi thấy thần lực của Như Lai, thì Phạm Thiên tán thán khen ngợi. Nhưng mà ở đây vẫn chưa thấy Đức Thế Tôn quy y, dầu rằng thầy có mang quy một sách quy y cho con, nhưng mà hà cũng chưa thấy Phạm Thiên làm ghi danh hết. Chắc là vài bữa phải lên làm đại. Ở đây là
Ngày xưa Đức Thế Tôn tùy duyên của chúng sinh đó, mà Đức Thế Tôn thuyết pháp để quá độ. Thì chúng ta thấy ở đây Đức Thế Tôn đã quá độ Phạm Thiên chúng và Phạm Thiên quý thuộc. Đức Thế Tôn đã chỉ cái mặt của ác ma nó gặp với Phạm Thiên chúng. Vì sao vậy? Vì trong ba cõi đều nằm trong tầm tay của ác ma, cho nên chúng ta gọi là nhà lửa ba cõi là vậy. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ở đâu tái sinh? Ngài từ cung trời đâu xuất hạ phàm, mà cung trời đâu xuất là nằm trong dục giới, sáu tầng trời dục giới. Mà ở đó bây giờ chúng ta vẫn nghe ở đâu đó trong kinh văn Chư Tôn Đức cũng nói Ngài Di Lặc Bồ Tát đang ở cung trời đâu xuất. Tổ Mã Minh, Tổ Long Thọ và nhiều vị tổ nữa vẫn sanh về cõi trời đâu xuất. Vậy mà cõi trời đâu xuất mới là cõi dục, nằm trong tầm tay của Phạm Thiên, mà Phạm Thiên nằm trong tầm tay của ma vương, của ác ma. Cho nên chúng ta suy nghĩ Đức Thế Tôn hiện ra cõi đời và tu hành đến hạnh chánh giác. Ngài nói cái bài kinh mà Phạm Thiên cầu tỉnh này để cho chúng ta cảm nhận được rằng là Phạm Thiên khởi cái ý xin Đức Thế Tôn hãy thị hiện trước mặt Phạm Thiên. Thì Đức Thế Tôn thị hiện và Đức Thế Tôn nói lên những cái điều mà Phạm Thiên không có làm gì được hết. Nhưng mà Phạm Thiên vô minh cho nên không có khác. Cho nên bây giờ ta nói rằng cái cõi ngũ tịnh cư thiên, thiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh, thì cái cõi này chúng ta còn có thể gọi nó là cõi ngũ tịnh cư thiên. Là bởi vì các vị bất lai trong bốn quả thanh văn thì sơ quả tu là hòa, nhị quả tư là hàm, tam quả a la hàm và tứ quả a la hán. Ai chưa chứng được quả a la hán nghĩa là chưa ra khỏi vô sanh, chưa ra khỏi ba cõi. Nếu mà chứng tới tam quả a la hàm thì vẫn còn ở trong cái cõi ngũ tịnh cư thiên, ở trong đó tu không muốn ra. Từ cái đó mà chúng ta hiểu rằng là ác ma nó khống chế người tu rồi. Người nào mà tự cho rằng mình là người tu thì ác ma nó phá đủ kiểu để chi vậy? Để đúng thật sự là mình tu thật, mình không làm nô lệ cho tất cả mọi loại dục. Tất cả mọi cái loại hữu đều gọi là dục. Cái gì mà liên hệ đến hữu thì cái đó là dục. Cha mẹ của ta, tài sản của ta, con cái của ta, chồng hay vợ của ta, thân bằng quyến thuộc của ta, cái gì cũng của ta. Cái gì mà có sở hữu, cái đó là địa ngục. Quốc độ này là của ta, Việt Nam quê hương của ta. Vậy là cái gì còn hữu thì cái đó còn đau khổ. Cho nên Đức Thế Tôn đã nói là ta không còn cái hữu nữa. Cho nên Phạm Thiên nói vậy thì Tôn Giả Gautama, Ngài là rỗng không, Ngài là trống không. Đức Thế Tôn phủ nhận, ta không có rỗng không, ta cũng không có trống không. Nhưng những điều ông nói là địa đại, là thủy đại, là quả đại, là phong đại, là chúng sinh đại, là chiêu thiên đại, là phạm thiên đại, là cái thứ gì đó đại, đối với ta vẫn không hề có cái tánh của nó. Nói cái chỗ này thì đại chúng khó hiểu. Nhưng mà thôi, từ từ nâng cấp lên, học từ từ, chứ học một cái rột như vậy nó nổ cái quỳnh, lỗ gió. Nhưng mà phải ráng học để suy nghĩ. Thầy kết luận ba điều. Điều thứ nhất là nhớ rằng Đức Phật có mặt mà ác ma nó vẫn nhập người này, người nọ, người kia, huống chi là mình. Mình giả đò là mình là bác sĩ, mình giúp đỡ người này, người nọ, người kia. Ác ma nó muốn khống chế cái thân của mình, nó nhập vô người này, người nọ, người kia, rồi nó cho mình trị cho hết, cái mình coi mình ngon. Nam mô thường xấu hổ Bồ Tát. Mình chỉ là con rối của ác ma thôi. Hiểu ý này chưa? Cho nên có nhiều người ở trển xuống á, để làm cái việc mà cứu nhân độ thế. Trời ơi, không lẽ tôi quỳ tôi lại ba lại tôi nói là ơn tái sanh dùm tôi đi ông nội. Ông muốn cứu nhân độ thế mà tái sanh.
ông làm cạn làm cái gì đó ông nhập vô người ta rồi nó cứu nhân độ thế biến tôi để tôi lấy cái thứ bản tôi đập chết là cái người này chết mà đó là ác ma nó nhập vô. Nhưng mà có người thích lắm đi coi đồng coi bóng coi ông này bà nọ có ngày trước đam mê trong thế giới đó không chỉ học kinh đam mê trong thế giới đó không chỉ học kinh từ chỗ đó mà nhớ là đức phật còn tại thế là ác ma nó vẫn nhập kìa cái đừng có nói bây giờ mình đừng được cho nên chúng ta đang sống trong bàn tay của ác ma cái gì dục cái đó là ác ma cho nên nó phá mình đủ kiểu nhớ dạy dục điều thứ nhất học bản kinh này điều thứ hai là ai mà có cái tâm được xem là khẳng định cái này là đúng khẳng định cái kia là đúng khẳng định cái nọ là đúng và cho rằng cái này cố chấp vào một cái vấn đề gì đó thì cũng giống như Phạm Thiên Ba Ca mà Phạm Thiên Ba Ca mà còn Đức Thế Tôn còn chửi là ông vô minh cái vô thường thì ông cho là thường còn cái thường thì ông cho là vô thường cái gì hiểu không không nên cố chấp bất cứ một cái gì vì chúng ta chưa hiểu cái đó thì chúng ta đừng gọi đó là ý thứ hai đừng chấp và đừng cho một cái gì là đúng ý thứ ba học trong bản kinh này nghĩa là Đức Thế Tôn vẫn dùng thần thông nhưng Đức Thế Tôn không cho phép đệ tử ngài dùng thần thông nhớ rõ Đức Thế Tôn không cho ai xưng mình là A La Hán không cho mình chứng cái điều gì hết nhưng Đức Thế Tôn vẫn tự xưng ta là bậc chánh đẳng chánh giác ta là giống như Lai ứng cúng chánh viên truyền thầy túc tại vì Đức Thế Tôn dạy cho chúng sinh nhưng mà khi các vị A La Hán chứng đắc Đức Thế Tôn không cho nó mình chứng đắc tại vì sao tại vì bản thân cái người chứng đắc không đủ khả năng chiến đấu với ác ma cho nên Đức Thế Tôn mình chỉ cần hé ra một chút ác ma nó đến nó quốc liền cho nên đừng nói mình chứng mà mình nói mình chứng mình rơi vào cái thứ hai là bị chắc đó ba ý đó trong bản kinh này mong rằng đại chúng rút ra để tu tập chúng ta học đức phật học bộ pháp tùy duyên ở thế giới này chúng ta vẫn nằm trong cái bàn tay của ác ma cái nhân loại này coi chừng nằm trong bàn tay của xã hội đen cái nhân loại này nè cái con người đang sống này nè con chừng nó đang nằm trong bàn tay của xã hội đen cái đồng tiền của xã hội đen nó lớn hơn nó si thế giới nhưng mà con người thì cứ tưởng là do tổng thống này do thủ tướng kia do bà chủ tịch nọ làm chuyện đó không phải bàn tay màu nhiệm của bóng đen bên trong nó si chúng ta hiểu như vậy đấy chứ vậy để chúng ta tùy duyên thôi cái mạng sống nó ngắn ngủi lắm có là ác ma đi nữa quy y với phật đầu tiên đi nữa thì cả một đời Đức Thế Tôn thuyết pháp thì ác ma vẫn là ác ma ác ma không thể là người suy chuyển được tình hình cho nên có người nói vậy nè thưa thầy con có một cái người thân mà họ tà kiến quá con làm sao mà con độ họ được thầy nói con làm ơn con độ bản thân con được còn nó tà kiến cứ để đi vậy đi con tại thầy á mà thầy thấy nó thầy còn bỏ dép thầy chạy cũng muốn một con là hỏi thầy hai thầy trò được chạy một lượt nghĩa là gì những người ác những người xấu những người tào lao độ họ được không Đức Thế Tôn còn bỏ tay không nên bản thân cái người tu tập chúng ta chỉ là người tác động vào những người xung quanh thôi thì chúng ta không làm gì chuyển đổi được người xung quanh cho nên chúng ta khéo từ bản thân mình qua bản kinh này tôi gửi gắm đến tất cả những người nghe cố gắng bản thân mình có một cái kho tàng vô giá hãy cố gắng mượn cái chìa khóa của Phật để mở các cái kho tàng vô tận của chính chúng ta chúng ta có một cái lòng từ bi rất là lớn gọi là đại từ bi chúng ta có một trí tuệ gọi là nhất thiết chủng trí mà chúng ta không mở nó bằng những cái pháp môn mà Đức Phật dạy những pháp môn Đức Phật dạy gọi là chìa khóa
ai niệm Phật mà niệm cho đến lúc mà thấy rõ tự tánh của mình cũng chính là chìa khóa mở cánh cửa tâm hồn, mở vô lượng trí của chúng ta, mở cái tâm vô lượng bi, vô lượng trí, vô lượng hỷ, vô lượng xả, để chúng ta đạt được cái tâm rộng lớn vô biên. Còn nếu ai mà không đạt được cái tính chất đó thì người đó cũng đành phải chịu cái quy luật của thời gian, không thể nào nói nổi. Bởi vì có nhiều người những lời Đức Phật là chìa khóa mà họ không biết mở thì không ai mở dùng cho họ được cánh cửa tâm hồn của chúng ta. Nên người xưa có cái câu linh tại ngã, bất linh tại ngã, linh hay không là do ngã. Lại có cái câu ai ăn lấy no, ai tu lấy chứng, chỉ có ta mới hiểu được cái cảnh giới đó, người khác không hiểu được. Mong rằng đại chúng dành thời gian tinh tấn tu hành. Nam mô thượng tinh tấn Bồ Tát. Chúng các ta trang nghiêm hồi hướng. Chúng sanh vô biên thai nguyện độ, phiền não vô tận thai nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thai nguyện học, Phật đạo vô thượng thai nguyện thành. Hãy xin được Phật cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng ăn Tết nhiều thành quả tốt đẹp.